Hoàng ơi, bạn chị đang nhờ chị mua một cái con PC gaming mà giá khoảng dưới 15 triệu, em tư vấn hộ chị cấu hình nhé. 15 triệu chơi game? Ui dồi ôi, có rất là nhiều cái option đó nha. Sẽ có i3 hoặc i5 này, nhưng mà i5 thì sẽ bị giảm cạc xuống khá là nhiều đấy. i3 chỉ có 10.100 này, 10.105F này, 10.100F luôn rồi. Đấy. Thôi, không cần nói nữa, Các bạn ơi, có một việc đơn giản hơn rất là nhiều và đỡ tốn thời gian hơn rất là nhiều để các bạn có được một chiếc PC gaming. Đó là đi ra Hacom và mua cho mình một chiếc PC gaming đồng bộ của Hacom. Cái việc này sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm được thời gian cũng như là không phải đau đầu suy nghĩ xem là cấu hình này có ok không, có tối ưu không. Đó. Mà chị phân rồi. Và các bạn chỉ cần quan tâm duy nhất một điều là nó có phù hợp với nhu cầu của mình cũng như là túi tiền của mình hay không. Vậy thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom và mình là Phương Nora. Và đây chính là chiếc PC đồng bộ đến từ Hacom, PC Gaming với mã là 038 với mức giá 12.899.000 đồng. Và tất cả những gì mà các bạn cần đó là mua cái hộp này về, sau đó mở hộp ra thì chúng ta sẽ có thể sử dụng ngay được chiếc PC này rồi. Và khi mua thì bên Hacom cũng sẽ hỗ trợ, đó chính là đóng hộp cả những cái linh kiện vỏ hộp có sẵn ở bên này cho mọi người luôn. Và một điều đặc biệt mà mình muốn nhấn mạnh ngay ở đầu video đó là với cái combo, nói đúng hơn là với cái PC này thì chúng ta sẽ được một cái combo rất là lớn với phần quà tặng, sẽ có lên đến là 2 triệu đồng. Mọi người thấy mình bày ở đây luôn đúng không ạ? Đó chính là combo về chuột này, bàn phím này, tai nghe này, rồi bát chuột này. Không những thế nhá, các bạn còn sẽ được tặng kèm một cái phiếu bảo dưỡng, một cái phiếu spa cho chiếc PC của chúng ta trọn đời luôn. Có nghĩa là sau tới 20 năm, 30 năm nữa mà các bạn muốn cho PC của mình đi spa thì cứ mang ra Hacom, chúng mình sẽ hỗ trợ hết mình. Và nếu như các bạn muốn mua kèm thêm như là loa này hay là những cái bộ bàn ghế gaming thì sẽ có thể được giảm giá lên đến là 10%. Nói chung là rất là nhiều những cái phần quà ấy. Mình sẽ để phần chi tiết quà tặng của cái bộ PC gaming đồng bộ Hacom mã 038 này ở phần mô tả của video để cho các bạn nào tham khảo dễ hơn nhá. Nhưng mà nếu như các bạn đã có sẵn những cái phần quà này rồi và các bạn muốn kiểu như là với một mức giá ưu đãi hơn thì cũng có thể không lấy phần quà này và sẽ giảm được khoảng 500.000. Nhưng mình nghĩ là không lấy là thiệt đấy. Đó, thế nên là cứ suy tính đi. Bây giờ thì mình sẽ phải mở ra đã. Và có một điều mà mình muốn nhắc các bạn luôn đó là khi mà chúng ta tự build một chiếc PC thì có phải điều chúng ta rất là quan tâm sau khi mà lắp ráp hết tất cả mọi thứ là bật nó có lên hay không, đúng không? Còn chiếc PC đồng bộ này thì điều đó gần như là được đảm bảo khoảng 100% rồi. Và nếu như trong lỗi hay là bị làm sao đấy trong vòng 15 ngày thì các bạn sẽ được đổi hoàn toàn mới luôn, miễn phí luôn. Ok chưa? Lên luôn rồi, vậy không cần phải mang đi bảo hành đổi trả nữa đúng không? Vào đây, các bạn nhìn thấy cái thiết kế tổng quan chung như nào? Đây, lên màn hình luôn rồi đây. Mình cảm thấy là khi mà mở cái hộp ra thì cái cảm quan đầu tiên của mình nhận xét là cái vỏ cái này rất là nhỏ gọn, có thể để ở trên những cái kích thước bàn cũng tương đối nhỏ gọn để có thể có một cái không gian làm việc nó đỡ tốn diện tích của mọi người hơn. Những kích thước mình đo ở đây thì nó chỉ dao động khoảng 40cm dài và rộng như thế này, để có thể để được ở trên cả mặt bàn luôn này. Và cái vỏ cây này thì là màu đen, nó sẽ tương thích rất là nhiều với những cái bộ gear của các bạn. Màu đen thì mình nghĩ là kết hợp với cái gì nó cũng sẽ khá là hợp này. Cái vỏ cây này thì sẽ có hai mặt kính như thế này, và bên trên này thì sẽ cũng có cái phần thiết kế lỗ để hỗ trợ tản nhiệt. Nhưng mà thực sự mới đầu thì mình cũng hơi quan ngại một tí về cái khả năng tản nhiệt của em này, nên chắc là mình sẽ phải khui ra để xem cái linh kiện bên trong như thế nào cũng như là cái không gian bên trong như thế nào nữa. Các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái fan cây cũng là có RGB các thứ luôn đúng không? Cái fan cây này thì sẽ là của XTEC và nó sẽ không có những cái tùy chỉnh về LED RGB cho mọi người đâu, nó sẽ chỉ auto như thế này thôi. Và mình quên mất là mình còn phải nói đến cổng kết nối cho mọi người nữa. Cái này rất là tiện bởi vì có thể hỗ trợ ở trên bàn, nó sẽ có cái cổng kết nối ở phía bên trên này như ở mặt đằng sau này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mặt bên trên này trước nhá. Ở phía mặt trên này thì chúng ta ngoài cái nước nguồn ra thì chúng ta sẽ có hai cái chỗ để cắm cả tai nghe, cả mic này, ba cổng USB Type-A, trong đó sẽ có một cổng là 3.0 cho mọi người nhá. Còn phía đằng sau này, cái mặt đằng sau này thì chúng ta có nhiều cổng kết nối lắm mọi người ơi. Đây, mình đếm sơ sơ đây là 1, 2 này, 3, 4, 5, 6 cổng USB Type-A cho mọi người rồi. Đó là cổng PS2 để kết nối những cái thiết bị là chuột phím này, cũng tương đối là cổ xưa ngày trước này, rồi những cổng xuất hình như là HDMI này, VGA này, và có hỗ trợ ở cổng mạng LAN cũng như là các giắc cắm 3.5 về tai nghe, về mic thiết bị cho mọi người. Và mọi người lưu ý là để xuất hình nhá, cắm từ cái dây màn hình sang đây thì mọi người sẽ cắm bằng cái phần cạc ở dưới này, cắm màn hình chứ đừng cắm ở trên cái mainboard này nha. Ở dưới này cạc 510 của chúng ta sẽ có ba cổng kết nối, đó là một cổng HDMI này, một cổng DisplayPort và một cổng VGA. Đó là tất cả những cái cổng kết nối mà chúng ta cần quan tâm. Thì
đi sâu vào từng linh kiện thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến là cái CPU của chiếc PC đồng bộ gaming 038 này của Hacom. Thì nó sẽ là CPU của Intel i3-10105F. Thì đây cũng là một con CPU cũng khá là phổ thông dành cho những cái bộ máy mà kiểu tầm rẻ dành cho gaming rồi. Và chúng mình cũng có những cái video để có thể review chi tiết và đánh giá em này rồi. Thì em này chúng ta sẽ có thêm cả một cái tản stock của Intel màu đen đấy nữa. Còn về cạc màn hình thì nó sẽ là đến từ Manly 1050Ti. Em cạc này thì chỉ có một fan cũng như là sẽ không có cổng nguồn phụ. Tuy nhiên thì bên dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái khe PCIe X1 nữa để có thể, nếu mà các bạn muốn cắm thêm cạc wifi thì cũng được nhá. Một cái điều khá là đáng tiếc đó là bộ PC này sử dụng mainboard đó là H510MK của Asus. Thì chiếc mainboard này thì nó sẽ giới hạn RAM, nó sẽ chỉ được là 2666 thôi. Và chúng ta sẽ có một thanh RAM 8GB với bớt như vậy đến từ Fury. Nhưng mà không sao, nếu như các bạn muốn nâng cấp thêm cái dung lượng RAM của mình thì chúng ta vẫn còn một khe ở đây nữa nhá. Và bộ máy này thì sẽ sở hữu một cái dung lượng SSD đó là 240GB. Thì có thể là nó sẽ cũng hơi khiêm tốn một xíu, nhưng mà vì giá tiền như vậy mà. Và ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có thể nâng cấp thêm, mở rộng thêm cái ổ cứng của mình ở hai vị trí ở đây. Tuy nhiên là nếu như các bạn muốn nâng cấp thì các bạn kiểu phải mở cái cánh đằng sau ra và để thêm một cái sợi dây để kết nối nữa. Và mình cũng đánh giá là cái không gian máy ở trong này cũng còn rất là rộng rãi, để cho mọi người có thể thích thì mọi người lắp thêm fan cây ở vị trí này cũng được. Nó sẽ có thể hút thêm một chút gió ở vị trí này. Và ngoài ra nữa thì các bạn có thể suy xét đến việc là nâng cấp thêm những cái linh kiện khác ở trong cái bộ PC của mình. Mới đầu thì mình cũng hơi lo lắng về cái khả năng tản nhiệt này, thì một dẹo nữa thì mình sẽ test trực tiếp các tựa game mà mọi người hay chơi với những cái bộ PC với mức giá như thế này, thì để xem là nhiệt độ của em ấy sẽ như thế nào. Còn chơi thì mình cảm thấy khá hài lòng về cái gọi là chất lượng hoàn thiện của bộ PC đồng bộ mã 038 của Hacom này. Và nếu mà để so sánh với những cái chiếc PC đồng bộ khác thì nó có thể là tương đồng về mức giá, nhưng mà về cái thời gian bảo hành thì rõ ràng là những cái linh kiện ở trong bộ này thì nó có thời gian bảo hành có thể lên đến là 36 tháng. Còn những cái bộ PC đồng bộ thông thường khác nhá, thì nó sẽ, mình thấy là thường là sẽ là chỉ bảo hành 12 tháng thôi. Thì đây sẽ là một cái ưu điểm vượt trội hơn của chiếc PC đồng bộ của Hacom. Còn bây giờ thì giống như tên gọi là PC gaming đúng không, thì bây giờ mình phải test những cái tựa game. Và mình nghĩ là với cái dung lượng 240GB như thế này thì đầu tiên mình sẽ test những cái tựa game online nhẹ nhàng mà mọi người hay chơi, kiểu như là CS:GO hay là Liên Minh Huyền Thoại hay là Dota. Rồi chúng ta sẽ có thể test game một số những cái tựa game offline khác nữa. Tựa game đầu tiên mình lựa chọn đó là CS:GO, một cái tựa game mà gần như là bắn súng phổ biến nhất hiện nay rồi. Và một cái lưu ý mà mình muốn nhắc các bạn luôn đó là bộ PC gaming 038 này của Hacom thì sẽ chưa có hệ điều hành. Chính vì thế khi mà mình sử dụng thì các bạn cần phải cài đặt và mua và cài đặt để sử dụng được nhé. Đầu tiên về cái setting thì mình sẽ để ở cái mức đó là thôi để 2 đi, không để nhiều nữa. Đó, với độ phân giải chúng ta sẽ có đó là Full HD, như vậy là được rồi. Nói chung là mình chỉ kiểu chạy long quăng với cả là để cho mọi người nhìn thấy cái FPS cũng như là nhiệt độ của cái combo PC này. Các bạn đang thấy nhiệt độ hiện tại đang rất là mát mẻ đúng không? Cả CPU, cả GPU nó chỉ dao động hơn 50 độ một xíu thôi. Và mức FPS mà chúng ta đang làm được đó là hơn 200 FPS, với mức setting cao nhất và độ phân giải là Full HD. Và mình cảm thấy là cái trải nghiệm chơi game rất là mượt. Còn về cái mặt hình ảnh thì nó phụ thuộc vào con màn nữa và cũng như là trình độ chơi game của mình nữa. Và những cái lúc đây các bạn thấy là những lúc combat bắn nhau như thế này thì nó sẽ bị drop xuống một xíu, là xuống hơn còn 170 mấy đến 180 mấy FPS. Nhưng mà như thế nó vẫn đang là rất là ổn định với một cái tựa game mà chúng như thế này đúng không? Vậy thì với cái tựa game này mình nhận xét là hai cái linh kiện của chúng ta đó là CPU và GPU thì rất là mát mẻ. Và cái phần trăm lốp của GPU thì nó cũng gần như là được tối đa rồi. Và cái FPS cho ra ổn định sẽ là mức khoảng 200 FPS. Thỉnh thoảng nó sẽ bị drop xuống một xíu. Và cái nhiệt độ này thì hiện tại mình cũng chưa thấy cái sức nóng tỏa ra được từ cái bộ máy này một tí nào cả. Có lẽ là bởi vì chúng ta mới khởi đầu thôi. Bây giờ chuyển sang một cái tựa game khác cũng được nhiều anh em chơi nhiều, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại nhá. Bởi vì Liên Minh Huyền Thoại đang cập nhật, thế nên mình chuyển sang mình chơi Dota trước. Lát nữa thì mình sẽ show cho các bạn những cái kết quả mà mình đã test trước rồi về cái tựa game này. Còn đây thì mình đang test trực tiếp. Và khi mà cài win xong thì chúng ta, ví dụ bộ cứng là 240GB đúng không, cài win xong thì cũng dư khoảng cỡ 200GB để các bạn có thể cài game. Thì hiện tại mình đang cài sẵn 4 game ở trong cái ổ cứng này, bao gồm là CS:GO này, Liên Minh Huyền Thoại này, Dota 2 này, với cả một cái tựa game chip boy nữa đó là Shadow of Tomb Raider. Thì gần như là nó gần như chỉ còn khoảng 40-50GB dung lượng để cho các bạn lưu trữ những cái file khác mà thôi. Nếu như mà các bạn muốn là có nhiều cái không gian lưu trữ game và lưu trữ thêm file nữa thì mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo thêm cái mẫu
nó cũng xem cấu hình như này, nó chỉ thay đổi là cái dung lượng ổ cứng của chúng ta lớn hơn, đó chính là mẫu 040 của cũng là PC Gaming Hacom 040. Đấy thì ổ cứng chúng ta sẽ có là 500GB SSD thì nó thoải mái hơn cho mọi người á. Đây vào được đến Dota, thật sự là mình không biết chơi Dota nên là mình chỉ bật lên cho mọi người xem thôi nhá. Đây mọi người đang thấy là ở mức setting cao nhất sau khi mà mình đang combat thì FPS nó sẽ chỉ rơi vào khoảng 106 FPS. Vậy nhiệt độ thì sao, vẫn rất là mát, dưới 60 độ C ạ. CPU chúng ta đang có 53 độ C này, còn GPU thì chúng ta đang có 58 độ C. Phần trăm loát thì con này thì thực sự là không dùng đến hết 100% của cả màn hình chúng ta. Nói chung là những cái tựa game kiểu online như thế này mình nghĩ là nó không gây khó dễ gì được trong một cái combo, nó là cái kiểu game thủ cơ bản như thế này. Vậy thì chắc là bây giờ phải test sang cái tựa game kiểu như là Shadow of the Tomb Raider thì mới thực sự gây khó khăn một xíu. Đây là với điều kiện là mình đã bung hết cả cái lớp kính này ra rồi, nhưng mà thực sự là mình cảm thấy không có một tí nhiệt nó tỏa ra ở đây hết. Thế nên là ví dụ như lắp thêm kính thì mình nghĩ nó sẽ tăng thêm một vài độ nữa, bởi vì là cái bài test trước đấy của anh tester của mình test thì anh ấy cũng đã để kiểu phun kính như thế này rồi, và mình thấy là nó chỉ chênh, thực ra là nó không chênh luôn ấy, nhiệt độ nó chỉ xem vậy thôi, dao động 1-2 độ. Thì mình nghĩ là cái bộ máy này cái vấn đề về tản nhiệt mọi người không cần phải lo lắng nữa, và mình nghĩ không cần thiết phải lắp thêm fan cây ở đây luôn ấy, để tiết kiệm chi phí cho mọi người. FPS trung bình ở mức setting cao nhé, không phải là cao nhất đâu, chỉ là 2 thôi, nó sẽ là 37 này. Và P1% lâu thì các bạn cũng thấy thỉnh thoảng bị drop xuống kiểu 26-27 thì nó hơi bị thấp quá. Và mình nghĩ là với cái tựa game này mọi người nên chơi ở cái mức setting là medium thôi thì có thể chơi được. Những cái tựa game kiểu như chip boy như thế này thì mọi người nên chơi ở mức setting như vậy thì nó sẽ dao động lên khoảng cỡ 40 hoặc là lên đến 50, thì như thế mình nghĩ khá là ổn để có thể chơi được. Và với một cái mức giá như này thì mọi người không thể yêu cầu quá nhiều được, đúng không? Vậy là mình vừa test xong một số những cái tựa game online cơ bản cũng như là cả một tựa game AAA nữa, thì các bạn có thể thấy là với bộ PC Gaming Hacom mã 038 với mức giá 12.899.000 đồng này thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu chơi game online cơ bản của anh em, những cái tựa game nhẹ. Còn tựa game AAA thì mọi người nên hạ mức setting một chút là vẫn có thể đáp ứng được cái trải nghiệm chơi game tuyệt vời nhá. Và mình nghĩ rằng đây sẽ là một chiếc máy rất là phù hợp với những cái game thủ cơ bản nhưng mà lười, không cần phải đau đầu suy nghĩ tính toán xem là build linh kiện như thế nào, không cần tốn thời gian lắp ráp mà vẫn có được một chiếc máy có hiệu năng trên mức giá ổn cũng như là tính đồng bộ cao. Và đặc biệt nếu như các bạn là những khách hàng doanh nghiệp thì nó sẽ rất là phù hợp để chúng ta đầu tư cho nhân viên của mình một cách đồng bộ này. Ưu điểm của nó cộng thêm nữa đó là có vô vàn những cái phần quà hấp dẫn mà mình đã kể ở đầu video á, mình sẽ để chi tiết về link phần quà, những cái tặng kèm vân vân ở phần mô tả của video để mọi người quan tâm hơn thì có thể truy cập vào đó nhé. Và đặc biệt là những cái linh kiện ở trong bộ PC Hacom mã 038 này còn được bảo hành đến 36 tháng có một vài linh kiện như vậy. Thì mình nghĩ đó là những cái ưu điểm rất là lớn so với những chiếc PC đồng bộ khác. Và nếu như các bạn quan tâm thì chỉ cần một cú click chuột thôi thì các bạn có thể ra được những cái mã PC gaming của Hacom nhá. Nếu như thấy rằng video này mình đã mang đến cho các bạn một thông tin khá là thú vị và bổ ích thì có thể tặng cho chúng mình một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình ra những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và mong sớm gặp lại trên Hacom.